nguy hiểm. Thủ môn Đức Cường đã phản xạ rất tốt. Đó chính là pha đá phạt của Minh Phương. Minh Phương lúc này đã nhiều tuổi, di chuyển. Cú đá của Thành Lương. Pha dứt điểm rất khó chịu, bóng đi là bập. Như vậy là Nam Định chưa chắc chắn lên hạng và họ cần phải thắng ở bán kết. Dứt điểm. Wow! Tỷ số là 1-0 cho Đà Nẵng. Như vậy là không phải Nikonche mà là cầu thủ Argentina Hernandez. Cú đá rất kỹ thuật bằng má ngoài chân phải của Hernandez. Quốc Anh không bị vị. Tỷ số được nâng lên 2-0. Thêm một lần thắng thủ của đội khách đã tỏ ra lỏng lẻo. Như vậy là sau cả hai trận đấu thắng Hà Nội ở mùa giải này, Quốc Anh đều ghi bàn. Ở lượt đi anh cũng đã ghi bàn trên sàn đấy. Cả Quốc Anh lẫn Hernandez đều đã ghi bàn. Trọng tài để cứu thua. Hernandez. Một pha băng ra kịp thời của Đức Cường. Không vào. Rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Pha đẹp lòng của Phan Thanh Hưng. Đường chuyền vào rất thuận lợi. Thanh Hưng khoảng trống. Không được. Cú đá của Hùng Sơn.